Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện giảm lãi suất huy động và cho vay, thúc đẩy tín dụng vào khu vực sản xuất kinh doanh. So với cùng kỳ năm ngoái, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đã giảm tới 3 đến 4 điểm phần trăm với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Hiện mức lãi suất phổ biến đã giảm dưới 7% một năm, còn rất ít ngân hàng duy trì mức lãi suất trên 7% một năm thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, thậm chí dư thừa hơn trước. Nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai liên tiếp các chương trình giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng hiện hữu và các khoản vay mới, đồng thời đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn nhằm kích thích nhu cầu tín dụng hướng tới hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Về phía ngân hàng Bắc Á thì cũng có những cái gói cho vay rất là hỗ trợ để kích thích cái nhu cầu vay vốn của khách hàng so với lãi suất thông thường thì có thể giảm đến 2% thậm chí 2,5% so với thông thường thì hy vọng là năm tháng cuối năm chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh được cái chỉ tiêu tín dụng và cũng như là đẩy mạnh vốn ra thị trường để nhằm góp phần thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Đến hết tháng 8 năm 2023, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 182.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm hiện có khoảng 4.600 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng với dư nợ trên 50.000 tỷ đồng. Cùng với giảm lãi suất, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho những khách hàng gặp khó khăn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay mới với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 32 dự án đầu tư phát triển thương mại dịch vụ với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hạ tầng thương mại phát triển nhanh, được đầu tư khang trang hiện đại, đa dạng về loại hình kinh doanh đã và đang góp phần đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 389 chợ, 27 siêu thị, hai trung tâm thương mại và khoảng hơn 120.000 cửa hàng kinh doanh hạ tầng thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 15,6% một năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Thanh Hóa hiện vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển do quy mô sản xuất lớn, mức chi tiêu của người dân ngày càng gia tăng, trong khi tỷ lệ bao phủ của hệ thống bán lẻ hiện đại đang còn ở mức thấp. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 420 chợ, 15 trung tâm thương mại. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương, để mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, đồng thời tiếp tục xã hội hóa đầu tư hạ tầng chợ theo hướng khang trang hiện đại. Ngành công thương cũng đang tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, đất đai, tiến dụng, qua đó tạo động lực phát triển ngành dịch vụ thương mại tại địa phương. Giai đoạn 2019-2021, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất cả nước với 143 xã phường thị trấn. Sau khi thực hiện sắp nhập, toàn tỉnh giảm 76 đơn vị, đồng thời cũng phát sinh việc các công sở, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế bị dôi dư. Các cấp có thẩm quyền và chính quyền các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ các phương án để sắp xếp hiệu quả các công sản dôi dư này. Theo tổng hợp từ Sở Tài chính, tính đến ngày 15 tháng 8, tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp xử lý được gần 60% tổng số cơ sở nhà đất rồi dư, chỉ còn lại hơn 600 cơ sở nhà đất của 27 huyện thị xã thành phố. Trong đó có hơn 270 cơ sở là nhà văn hóa, 370 cơ sở là công sở, trường học, trạm y tế. Cái số lượng mà tài sản dồi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có cái chủ trương là chuyển lại để giao cho các địa phương tiếp tục sử dụng còn cái số tài sản mà thực sự dồi dư thì các huyện đang chờ đợi cái phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và cái quy hoạch để, để xây dựng và để tổng hợp báo cáo của ủy ban nhân tỉnh sở tài chính cũng đã có đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương khẩn trương giả soát đánh giá đối với trụ sở tài sản dôi dư để đưa vào sử dụng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, chính sách thị thực mới theo luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, chính thức có hiệu lực. Một số điểm đáng chú ý như thời hạn thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực là 45 ngày. Đây được xem là cơ hội lớn để ngành du lịch thanh hóa tăng cơ hội đón khách quốc tế. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đều khẳng định, đây là chính sách được các doanh nghiệp chờ đợi từ lâu, kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho du lịch, tăng hiệu suất kinh doanh. Với chính sách thị thực mới, du khách đến Việt Nam sẽ thuận lợi hơn, có thể xin visa điện tử trong thời gian ngắn, không nhiều thủ tục. Đồng thời, miễn thị thực cho công dân các nước như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Bắc Ireland sẽ giúp thu hút đa dạng thị trường khách quốc tế vào Việt Nam và Thanh Hóa cũng không là một ngoại lệ. Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón hơn 615.000 lượt khách quốc tế, tổng thu 235,7 triệu đô la Mỹ. Theo các chuyên gia du lịch, với chính sách mới thuận lợi như hiện nay, cùng với việc đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thì lượng khách quốc tế đến Thanh Hóa có thể tăng khoảng 20 đến 30%. Nhưng quan trọng hơn là giúp ngành du lịch đa dạng hóa thị trường kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách quốc tế. Sáng nay 24 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật hàng giả. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, kiểm soát viên của Cục Quản lý Thị trường và các ngành lực lượng chức năng có liên quan. Hiện nay, các hình thức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi trở nên phổ biến, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường mở. Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do được thực thi. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng, trong đó có quản lý thị trường, ngành thuế, hải quan, công an phải nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tại hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên gia, luật sư giới thiệu những nội dung chuyên đề về kỹ thuật kiểm tra hàng hóa bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Phân biệt hàng thật hàng giả đối với một số nhãn hàng lớn như Lexo, Under Armour, Hermes thông qua việc lồng ghép giữa nội dung lý thuyết và nội dung thực tiễn, các cán bộ kiểm soát viên của các lực lượng chuyên ngành đã được trang bị giới thiệu trao đổi thêm về nghiệp vụ nhận diện, phân biệt hàng thật, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà các cấp thẩm quyền đã giao. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Đây là thời gian lý tưởng để mọi người tìm cho mình những địa điểm đi tham quan du lịch cùng người thân, bạn bè và gia đình. Sau đây là một số khu điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Thanh Hóa để quý vị có thêm lựa chọn trong dịp nghỉ lễ. Đến với Pù Luông Bá Thước là du khách đến với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bình yên và đầy thơ mộng. Đối với hoạt động du lịch tại đây, đặc trưng là các điểm đến Bản Hiêu, Bản Đôn, Bản Kho Mường, Bản Son Bá Mười, nơi cộng đồng dân cư đều sinh sống trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Bến En được ví là hạ long trên cạn tại xứ Thanh là khu quần thể sinh thái đặc biệt khi hội tụ đầy đủ nét đẹp thiên nhiên, cây cối, động vật sông nước, núi đồi, hang động, nhờ được bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh xanh mát nên thời tiết của bến En hết sức mát mẻ, luôn khoác lên mình một tấm thảm xanh mướt. Về với Lam Kinh, du khách không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng và bề thế, thể hiện qua những công trình kiến trúc tâm linh, những bảo vật quốc gia độc đáo, cùng với đó là không gian xanh mát với nhiều loài cây quý hiếm chứa đựng vẻ đẹp thiên nhiên và cả những giai thoại đầy bí ẩn mà chưa có lời giải đáp. Trên bản đồ du lịch Thanh Hóa, bạn không thể bỏ qua điểm đến Thành nhà Hồ nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Đây là một trong những tòa thành lũy bằng đá hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, có giá trị rất cao về văn hóa kiến trúc, là chứng nhân về sự vĩnh cửu của một quốc gia. Thành nhà Hồ được xây dựng bởi Hồ Quý Ly, thời kỳ của Vương triều Hồ, một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Chèo dọc suốt hơn 100 km từ Nga Sơn tới Nghi Sơn, hành trình khám phá vẻ đẹp biển xứ Thanh bắt đầu với Hải Tiến, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bãi Đông. Nếu Sầm Sơn níu chân những kẻ yêu thích không khí sôi động náo nhiệt thì Bãi Đông lại cuốn hút những lữ khách muốn tìm cảm giác bình yên và mong muốn được hòa vào thiên nhiên hoang sơ. Bản tin 18 giờ 30 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại